chào mừng các bạn đã quay trở lại với F Channel và đây là em trai. Chắc là chị bị chậm lâu lắm rồi không quay với Hà, lâu lắm rồi không cùng chung khung hình với Hà, cho nên là bọn mình bị chật nhiều một chút. Ngày hôm nay bọn mình sẽ quay trở lại với một sản phẩm hơi bị hữu ích luôn, bởi vì bọn mình đã đọc rất là nhiều comment. Mọi người bảo là em check dạo này bị làm sao thế, em check toàn sản phẩm vô dụng, Đấy, nhưng mà mình sẽ quay trở lại một sản phẩm cực kỳ hữu dụng và trông ngon xinh nữa. Sản phẩm này thì mình đã xem qua một viết trên TikTok có lượt view là 57.3 triệu view hôm qua. Triệu nha chị, không phải nghìn. 57,3 triệu view và 2,7 triệu tin. Cái đấy là một nick TikTok của bên nước ngoài. Nhưng mà mọi người thấy đấy, cái gì cũng có thể mua ở Taobao. Thì cái sản phẩm này thì bọn mình cũng mua được một khoảng thời gian khá là lâu rồi, chắc khoảng tầm 1-2 tháng rồi mọi người. Và dĩ nhiên rồi bọn mình lại mua một là ở Taobao, hai là ở Shopee. Thì sản phẩm này các bạn cũng có thể mua ở trên Shopee với giá hiện tại là 500.000 đồng. Thì hôm nay thì bọn mình sẽ cùng kiểm chứng xem là cái sản phẩm này nó có đúng với, ý là nó có xứng đáng với giá tiền của nó không nhé. Khi mà mình sờ vào cái sản phẩm này thì mình có một cái cảm giác là nó rất là chắc chắn. Cái phần nhựa nó cũng rất là dày dặn này. Đây, tất cả cái phần nhựa nó rất là dày dặn, nó không bị kiểu ọp ẹp hay là nhựa nó bị mỏng ấy. Khi mà cầm thì nó không kiểu bị lọng cọng ấy. Các cái linh kiện nó khá là khít vào nhau ấy, nên là mình cảm giác khá là uy tín. Khi mà mua máy về thì bọn mình sẽ có một cái thân máy như này rồi, và một cái lòng ở bên trong như thế này để bọn mình có thể thay những cái đầu dao để tương ứng với những cái chức năng của nó. Ví dụ như là đây là cái để nạo, đây thực là phẩm cái này để làm thành các cái sợi, máy nạo sợi này. Còn cái đầu này mình sẽ thay vào khi mà mình muốn cắt lát sản phẩm. Cắt lát hoa quả rau củ gì đấy. Ngoài kèm với nó là một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Cái tờ này rất dễ dùng nha mọi người, nó có hình minh họa rất dễ dùng. Và đương nhiên rồi là một cái bàn chải 3 đầu để làm sạch máy. Nó có thêm cái tay cầm để các bạn xoay cắt hoa quả nữa. Thì cái tay cầm đấy nó sẽ được gắn ở chỗ này, tí mình sẽ gắn cho mọi người xem. Khi mà muốn thay dao thì bước đầu tiên mình sẽ cầm lấy cái trụ này, xong mình sẽ ấn cái phần trên này xuống. Nó không mềm đâu. Đấy đúng rồi. À, mình phải để xuống rồi mình ấn như này. Mình rút ra. Rút ra. Đấy, mình sẽ đắp cái này vào. Ngược á chị? Ngược hả? Như vậy đấy, đúng rồi, ngược đấy. Sao lại ngược? Đúng rồi, xuôi rồi. Mới như mày. Mình rút ra xong mình đẩy vào. Đấy, chị làm ngược. Chị làm ngược đâu? Chị làm ngược. Cái tay cầm này phải ở dưới. Này á? Vâng. Thôi cá tiền rồi đấy, ban nãy mình cá tiền đấy, chả tiền đi. Cũng khá là dễ dàng và mượt, nhưng mà chẳng qua mình không biết dùng thôi. Bây giờ mình biết dùng rồi. Ngược thôi. Đấy. Lắp vào máy thì các bạn chỉ cần cho nó vào trong. Rồi thì ở đây nó sẽ có cái trụ lòi ra đúng không ạ? Nó sẽ gắn nó vào. Nó sẽ vặn nó vào. Đây, các bạn sẽ phải rút cái này ra. Ở đây sẽ có một vài cái cắm, tức là nó hơi nhô ra một chút, nhọn để giữ được hoa quả. Thực ra bọn mình không gọi là vì bọn mình muốn ăn vỏ. Vỏ chiên lên nó dai dai không mọi người? Dai. Wow. À chưa, bình tĩnh, mình phải khóa ở đấy nữa. Nó ra lát mà. Ừ, nó ra lát, ra đẹp luôn ý. Bắt đầu củ khoai của mình hơi nhỏ thôi. Được, chị làm được, chị ơi, chị làm được. Mưa rồi, hết rồi. Ở phía dưới này thì lúc nãy bọn mình đã không sử dụng cái chức năng là khóa cái lưng để nó bám. Đúng rồi, để nó sẽ bám vào cái bàn. Mình không phải giữ ý mọi người. Ừ. Rồi. Đấy, rung cả bàn chặt vô cùng. Đấy. Bây giờ mình chỉ cần giữ ở đấy thôi. Ôi, trông mượt đấy, mượt quen rồi đấy chị, quen rồi. Đấy. Rất đây, đều nhau. Bây giờ chúng ta đã có những lát khoai tây sẵn sàng để có thể chiên. Chiên nên thực ra chiên mình bỏ vào lò á chiên. Thôi đừng bỏ vào lò, em sợ mấy cái pha bỏ vào lò ấy. Buồn làm chi em ơi. Nhưng mà nếu mà đối với một củ dài hơn thì mình sẽ không sắt lát nữa mà mình sẽ sắt sợi đi. Sắt sợi, đúng rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đổi sang một cái cưa, à nhầm, một cái lưỡi khác. Đây là lưỡi để có thể nạo ra thành sợi. Đây, là cái lưỡi này. Chính là ghê thích cái đầu. Nhưng mà thực sự là với cái máy này thì mình đánh giá là mức độ hoàn thiện rất là cao. Ok, chốt chắc rồi. Chắn rồi. Phải em nạo thử nha chị. Nạo đi. Nhưng mà phải một tay cầm một tay đấy đi. Tại vì khi mà các mẹ nấu ăn thì sẽ không có ai. Không có ai. Ui, mượt thế. Nó có ra không ạ? Nó có, đấy, nó ra sợi này. Ui, chà. Ui, má ơi, các mẹ ơi, các mẹ mua ngay cái sản phẩm này cho em, chốt đơn cho em đi ạ. Chốt đơn, sản phẩm có giá 500 nghìn. Chỉ 500 nghìn cho một sản phẩm mới. Độ hoàn thiện rất là cao. Rồi. Và ứng dụng rất là tốt. Đúng ạ. Hứa hẹn sẽ
là một sản phẩm rất có ích trong ngăn bếp, căn bếp của các bạn. Cái này thì chồng các bạn cũng thể giúp các bạn được, con các bạn cũng thể giúp các bạn được. Trời ơi, quá là dễ sử dụng, vô cùng là dễ dàng và vô cùng hiệu quả. Cho nên là cái này thì mình làm nộm rất là ngon này. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là khi mà nạo sợi ấy, thì nhiều cái sản phẩm nó sẽ làm cho cái sợi này nó bị nát hoặc bị vụn. Nhưng mà sợi này rất là đều mà nó có mức độ to vừa phải ấy, nên là mình sẽ dễ chế biến hơn. Quay đỉnh thật sự, trời ơi. Đấy. Bây giờ mình sang củ đậu đi. Củ đậu nó khá là cứng ấy. Không nạo sợi nhưng mà nạo sợi nhá. Theo mình nạo sợi đi. Để xem là cứng như thế này thì nó có nạo được không nào. Wow. Ôi nhưng mà có một cái điểm em rất thích ở cái máy này là nó có thể chốt lại được và nó gắn ở trên bàn ấy. Nên là dù mình có mạnh tay như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bị di chuyển cái máy ấy. Nên là trong quá trình làm nó sẽ rất là dễ dàng. Ôi sợ thôi. Có đỉnh quá không mọi người? Không có điểm nào để chê đâu mọi người. Có bị đỉnh quá không ạ? Mà nhìn nó tức là kiểu lúc vừa mình còn thích nữa ấy, kiểu trông nó rất là satisfying. Củ đậu ngon cực ăn. À ngon chứ. À ngon vì sao ạ? Ngon vì chúng ta nạo vào cái máy 500.000 này. Vi ơi xịn lắm. Đúng là không làm với Vi hả? Ha, đi có gì đâu. Đi ba. Mà rất là gọn ghẽ, rất là kiểu nó không bị thừa thãi một cái cục nào cả ấy, mà mọi thứ đều được nạo ra một cách hoàn toàn tuyệt đối. Và khi mà mình vệ sinh máy ấy, thì nó cũng rất là dễ dàng thôi, tại vì phần nào ra phần đấy mình có thể tháo rời được. Các bạn chỉ cần để dưới vòi nước và xả là nó sẽ trôi hết những cái cặn rau củ quả còn sót lại. Vấn đề là các bạn không cần phải tránh nước ở bất kỳ một bộ phận nào ấy, các bạn cứ thế mà rửa thôi. Bây giờ thử thôi. Thì như ngược ấy chị. Đúng rồi. À đúng rồi. Phiên bản lưỡi dao này thì sẽ cho mọi người cắt sợi nhưng mà to hơn. Đúng rồi. Thế mình nhìn kích thước của dao mình cũng biết nè. Sợi nó sẽ to hơn, còn đây sợi mảnh trông nó sẽ như thế này. Tôi cảm thấy như là tôi đang kiểu ở trên home shopping và giới thiệu về sản phẩm của mình vậy. Nhưng mà đấy, mua hay không tùy các bạn. Nhưng nghiêm túc thì đây là một sản phẩm mà mình đánh giá theo ý kiến chủ quan của mình là một sản phẩm mà mình sẽ mua. Nếu mà mình lấy chồng, từ cái độ hoàn thiện cho đến những cái chức năng kiểu mình có thể để nó chặt ở trên bàn như thế này, rồi thì lưỡi dao rất là sắc, thì mình cảm thấy là đây là một sản phẩm đáng tiền. Và mình thích cái màu đấy nữa mọi người, trông nó còn xinh nữa. Kiểu để trong gian bếp trông nó cũng như là một đồ decor trang trí cũng khá là đẹp ấy. Vệ sinh thì rất là dễ dàng, cho nên là đây sẽ là một sản phẩm mà mình đánh giá là nên mua. Thực ra 500 nghìn thì cũng không phải là quá rẻ cho một sản phẩm như thế này ấy. Dùng cái nạo tay để nạo cũng được, nó chỉ có mấy chục thôi. Nếu mà các bạn cần phải làm một món ăn nhưng mà với số lượng cho nhiều người ăn ấy, thì cái này nó cũng rất là tiện. Tôi đánh giá đây là một sản phẩm sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong căn bếp của các bạn. Mình sẽ bỏ qua câu đấy. Rồi, và đó là số em check thành công mỹ mãn của mình. Và tôi cảm thấy là tôi cứ quay với Hà là số lại thành công rồi. Đây là một cuộc comeback rất là thành công. Thảo. Chị sẽ lấy lại mấy cái sụp bột mình nói với nhau là một mình cứ quay với nhau là sản phẩm thất bại. Làm người ai làm thế, làm người ai làm thế. Mọi người ơi, Hà vào số này dụng cụ lại không dùng được. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và mình hy vọng là các bạn sẽ không chửi bọn mình toàn check đồ vớ vẩn nữa. Vì ngày hôm nay em check đã trở lại với một sản phẩm vô cùng hữu ích. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe cho bọn mình nhé. Còn nếu như các bạn muốn bọn mình check thêm sản phẩm nào cũng có thể để lại ở phần comment ở phía bên dưới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi số ngày hôm nay của em check. Bye bye.